Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương mục đồng hành kết nối những tấm lòng số 77. Chương trình kỳ này sẽ cập nhật danh sách hỗ trợ của khán giả hảo tâm từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4. Trước tiên, chúng ta cùng chia sẻ với trường hợp ông Trần Quyên ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Ông Quyên bệnh đã 10 năm nay, vợ ông bị tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, đi lại cũng khó khăn. Con trai vừa mất, để lại 3 đứa con thơ cho ông bà nuôi dưỡng. Đoàn từ thiện của chương trình đã đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ tổng cộng 16.600.000 đồng. Trân trọng cảm ơn những đơn vị và cá nhân hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho gia đình ông Quyên. Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy hỗ trợ 10 triệu đồng và 1 năm uống sữa Family miễn phí. Thì hôm nay cái chương trình cái nắm trong lòng đến và với gia đình. Số này là số trên 500 rồi. Đó, thì chương trình đó thì đến thì hỗ trợ trực tiếp cho gia đình là 10 triệu đồng tiền mặt của từ công ty sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi. Bên cạnh đó thì hỗ trợ thêm 1 năm uống sữa miễn phí của Vinasoy. Bên cạnh đó thì các cái nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đi cùng để hỗ trợ. Cháu xin đại diện cho nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy xin gửi đến gia đình cô chú Quyên là một phần quà là số tiền là 10 triệu đồng. Và đó là 1 năm uống sữa đậu nành Family miễn phí. Mong rằng phần quà nhỏ này sẽ góp phần san sẻ những khó khăn hiện tại của gia đình và một phần nhỏ giúp các cháu có thể ăn học hơi tới cháu. Dạ. Dạ, cô cũng mong có nhiều công ơn cô cháu cho mấy người. Hội cựu chiến binh công ty cổ phần đường Quảng Ngãi 500.000 đồng. Nhóm từ thiện cho mọi điều tốt đẹp 800.000 đồng, chị Kim Nguyệt, chị Mỹ Hòa, anh Thành Ngọ hỗ trợ tổng cộng 600.000 đồng, chùa Hoa Sơn xã Nghĩa Phú 500.000 đồng, anh Phan Đình Thắng 100.000 đồng, ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Ngãi 1.500.000 đồng, tập thể lãnh đạo và công nhân công ty Mây Thuyên Nguyên 2.300.000 đồng, váo xuất khẩu công ty, hai em Phan Trần Gia Bảo và Phan Trần Bảo Ngọc 200.000 đồng, thầy chùa Quang Lộc xã Nghĩa Hòa huyện Tư Nghĩa 100.000 đồng. Anh Trần Thanh Hùng, con trai ông Trần Quyên đã qua đời ở tuổi 41, để lại 3 đứa con thơ. Ông Quyên giờ phải nuôi nấng 3 cháu mồ côi. Khó khăn chồng chất khi vợ chồng ông Quyên đều lâm bệnh. Bản thân ông đi lại khó khăn, phải uống thuốc điều trị thường xuyên. Hoàn cảnh này đã được chị Phượng Linh, tiểu thương chợ chùa huyện Nghĩa Hành, tổ chức quyên góp tổng cộng 2 triệu đồng. Mời quý vị theo dõi danh sách. Chị Phượng Linh 200.000 đồng, Phật tử chùa Phước Quang 200.000 đồng, danh sách cá nhân huyện Nghĩa Hành hỗ trợ 100.000 đồng, gồm cô Liên Ngà, chị Cao Thị Tân, chị Ly, chị Thủy Tèo, chị Xí Hương, bé Misa, chị Kim Anh, chị Thanh Thanh, chị Mỹ Ngọc, chị Tâm Thuốc Tây, chị Hoanh. Danh sách hỗ trợ 50.000 đồng, một cá nhân xã Hành Minh, hai cá nhân thị trấn Chợ Chùa, chị Nữ, hai em Ngọc Minh và Ngọc Mẫn, chị Bích Thuận, chị Bích Thọ, bé Chi, chị Sự, cụ Mỹ, chị Thu chợ Phiên, chị Truyền xã Hành Minh, chị Quỳnh Hương. Tiểu thương chợ Thu Lộ hỗ trợ tổng cộng 980.000 đồng. Những cá nhân chợ Thu Lộ mỗi người hỗ trợ 50.000 đồng. Chị Hòa, em hậu tổ 10 phường Trần Phú, chị Hương 299 Phan Bội Châu, bà Bốn Tiên, chị Thanh, chị Phương Hàng Thịt, chị Xanh Hàng Cá, chị Nguyễn Thị Như Xuân thành phố Nha Trang, tiểu thương chợ Sông Vệ, chị Hồng Ngã Tư Ba La, chị Nga Tuấn, chị Nhỏ 30.000 đồng, chị Nga Hàng Cá 30.000 đồng, chị Hồng Hàng Cá 20.000 đồng, chị Lưu 100.000 đồng, chị Hồng Hạnh 100.000 đồng, Bùi Phước thôn 4 xã Nghĩa Dõng 100.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Quyên, đã ngoài 60 tuổi, bà bị bệnh tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, đi lại khó khăn, nên nhiều việc trong nhà bà phải nhờ cháu nội. Con trai của ông bà, anh Hùng, mất chưa được 1 tháng khi đang đi làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Khi hay tin, ông bà cũng không có kinh phí đưa anh Hùng về quê chôn cất, phải nhờ sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm, bà con hàng xóm. Nhờ sự giúp đỡ của khán giả truyền hình, hai ông bà có khoản tiền nuôi cháu. Ông Đào Ngọc Dũng, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, 300.000 đồng, phòng khám chuyên khoa sản phụ Mây Hồng, 58 Quang Trung, 300.000 đồng, chị Hương Điều, xã Tịnh Hà, 50.000 đồng, cô Bảy Thương, chợ mới xã Tịnh Hà, 100.000 đồng, luật sư Nguyễn Công Tuân, 200.000 đồng, ông Công, bánh bao anh Ký, 100.000 đồng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi danh sách khán giả chuyển khoản trong tuần qua, từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4. Quý vị ghi lại 5 số tài khoản để tiện chuyển khoản hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Vietcombank 1111 345 345, BIDV 5701 0000 137 578, Agribank 4500 201 008 113, SHB 6 333 444 555, VietinBank 1176 4776 7777. Khán giả hỗ trợ ông Quyên thông qua số tài khoản Vietcombank 1111 345 345, Hồ Văn Công 100.000 đồng, Bích Thảo 100.000 đồng, Lê Thị Thu Ba 100.000 đồng. Khán giả chuyển khoản đến số tài khoản BIDV 5701 0000 137 578. Khán giả không nêu tên 100.000 đồng, Nguyễn Hữu Trong 500.000 đồng. Khán giả chuyển khoản đến số tài khoản VietinBank 1176 4776 7777. Võ Thị Bích Tuyền 100.000 đồng, Nguyễn Thị Xuân Vi 300.000 đồng, Ngọc Trang 500.000 đồng, Nhà Tôm Tép 100.000 đồng. Khán giả chuyển khoản đến số tài khoản Agribank 4500 201 008 113. Bạch Thị Thảo 100.000 đồng, Hằng và Uyên 100.000 đồng. Số 553, chương trình kêu gọi giúp đỡ cho ba chị em mồ côi, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây. Đinh Thị Mười là chị cả của ba chị em. Trong tuần qua, khán giả đã chuyển khoản giúp ba chị em mồ côi. Khán giả hỗ trợ thông qua số tài khoản Vietcombank 1111 345 345. Khán giả không nêu tên 300.000 đồng. Trần Trịnh Thanh Hảo 200.000 đồng, Nguyễn Văn Quý 100.000 đồng, Hải Âu 500.000 đồng, Kim Tiến 300.000 đồng, Nguyễn Thị Mỹ Hoa 500.000 đồng, Bùi Phương Dung 300.000 đồng. Khán giả chuyển khoản đến số tài khoản BIDV 5701 0000 137 578, Trần Tiêu Phong 100.000 đồng, Nguyễn Hữu Nghĩa 200.000 đồng. Khán giả chuyển khoản đến số tài khoản VietinBank 1176 4776 7777, chị Quyên 200.000 đồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 300.000 đồng, Chương Lài 200.000 đồng, Nguyễn Thị Diễm Trang 100.000 đồng. Kết nối những tấm lòng. Số 552 kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh Trương Văn Thanh, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Anh Thanh đang lâm bệnh nan y, một mình nuôi hai con nhỏ. Khán giả hỗ trợ thông qua số tài khoản Vietcombank 1111 345 345, Võ Thị Thùy Dương 50.000 đồng, Huỳnh Nguyễn Như Hảo 100.000 đồng, khán giả không nêu tên 300.000 đồng. Khán giả không nêu tên chuyển khoản đến số tài khoản Vietcombank hỗ trợ chị Huỳnh Thị Huấn, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn 200.000 đồng. Khán giả Thương Thương chuyển khoản đến số tài khoản BIDV hỗ trợ ông Trần Văn Kẹo, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ 300.000 đồng. Hoàn cảnh số 555, chị Phạm Thị Bé, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn mới phát sóng ngày 26 tháng 4 đã được khán giả chuyển khoản hỗ trợ. Khán giả chuyển khoản đến số tài khoản Vietcombank, ông Bùi Văn Hương 600.000 đồng, chị Vi Thị Minh Hồng 200.000 đồng, Nguyễn Phương Quỳnh, huyện Tư Nghĩa 50.000 đồng, em Nguyễn Chí Thành Công 50.000 đồng, Nguyễn Lê Quyên 100.000 đồng, Trương Thị Kim Tuyết 279 Bảo Nguyên Giáp 100.000 đồng. Khán giả chuyển tiền đến số tài khoản BIDV, công ty Quý Trường Hải, xã Tịnh Thọ 200.000 đồng, phụ tùng Honda Tam Hà số 4 Phạm Văn Đồng 200.000 đồng, đại lý Kịch Ngói Xanh Thư, xã Nghĩa Thương 200.000 đồng. Quý vị có thể xem lại chuyên mục này trên trang Facebook và kênh YouTube Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào và gặp lại quý vị vào khung giờ này kỳ sau.